Các bạn thân mến, hôm nay mình lo một số cái ý kiến của các bạn hâm mộ và đăng ký kênh của mình, cũng để chia sẻ cho cộng đồng mạng. Thì mình sẽ làm chi tiết hơn cái clip về cách nuôi chim cu non. Ở đây thì về công tác chuẩn bị thì các bạn dùng những cái xi lanh như thế này. Xi lanh gọi là xi lanh 20, mua ở cửa hàng thuốc thú y thì nó sẽ rơi vào tầm 5.000 đó. Và các bạn mua cái ống truyền của cái bên thú y, là cái ống này nó có cái ống nhựa đó. Và các bạn nghiền cám gà. Cám gà, cái loại gà từ 1 đến 20 ngày tuổi, các bạn nghiền ra cửa hàng nghiền bột hay là nghiền ngô, cái sáng nhỏ nhất, mịn nhất. Đó. Các bạn chuẩn bị là cái thức ăn này. Và như vậy thì để này này. Ok, các bạn chuẩn bị thì như vậy. Thì các bạn các bạn bóc một cái xi lanh ra. Đó. Và các bạn bỏ tim đi. Tim này có thể nguy hiểm trên cơ thể ra. Đó, cho tim đi. Cái ống này nó dài khoảng rất là nhiều. Các bạn cắt cho mình khoảng tầm gần này. Đó. Sau đó là các bạn gắn vào đầu xi lanh đây. Các bạn gắn khéo khéo rồi nó sẽ tự động. Rất là vừa bạn. Xoáy vào một chút đó. Tầm như thế này. Các bạn này. Sau đó là các bạn cho nước, cho nước sôi để nguội, nước ấm hoặc là nước sạch, các bạn cho nước tầm này, đó, ví dụ thế, và các bạn trộn cám tầm này, đó, các bạn để vào đây, sau khi trộn nó rồi các bạn ngoáy cho nó tan, cái tỷ lệ ngoáy các bạn nên nhớ là cũng không nên loãng quá mà cũng không nên đặc quá, thường nó sẽ thiên về cái loãng hơn. Cái loãng hơn thì nó uống nước thế nào cũng được, nhưng mà nó sụt sụt quá là nó khó ấy các bạn. Mình có thể kiểm tra đưa tay vào mình khoảng như thế này là vừa tầm, mình cảm giác như vẫn là có nước đó, nhưng mà thực ra rất tốt đấy. Ví dụ cho thêm lên một tí là đấy, ok mình khoảng đấy. Cái đầu xi lanh mình thắng luôn rồi. Ok chưa? Đấy, sau đó là các bạn hít vào xi lanh, hít ra hít vào xem nó có tắc gì không. Đó. Ok. Đó. Với một con chim non thì các bạn nên để khoảng 12-13 cc. Đó. Như con non tầm này thì 12-13 cc. Và các bạn trước khi ăn các bạn nên tập cho nó có một cái thói quen đến bữa ăn là trong người như thế này. Các bạn đưa mỏ nó vào cái chung chúm vào cái mấy đầu ngón tay này, nó giống như cái thao tác mà nó rút gọn vào miệng của chim đấy. Nó rất là thuần đúng không, rất là thuần, rất là thuần. Thì mình cho ăn. Mình không nên cho ăn luôn, mình nên thử xem là có con nào nó thông minh, nó xem quan sát xem là cánh nó phát triển cho nó khởi động hết thế này không. Đó, nhìn xem là con nào mỏ của nó có lỗi gì không, hay là chân vảy có vấn đề gì không. Đó, cho nó khởi động cơ bắp lên từ tí nó theo. Đó, con này cũng vậy thôi. Đó. Đấy. Các bạn nhìn đó,
các bạn sờn là diều nó cũng cạn rồi. Thế còn cái thao tác làm thì các bạn nên như thế này. Đó. Đấy, các bạn nên tạo cái thói quen cho nó xong rồi. Đấy, bằng cách đưa tay vào. Đó. 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 Sau đó là các bạn cho nó ăn thì các bạn để cho như này, tay phải cầm như này. Đó. Cái lòng bàn tay chống vào đây và hai ngón tay kẹp vào đây để có cái độ bóp như của một tiêm. Còn cho ăn thì ok, các bạn nhìn rõ nhá, thao tác rất đơn giản thôi. Sáng ra các bạn chuẩn bị làm, các bạn có thể là làm công tác này đi rất là nhanh, trộn nhanh như thế là các bạn cho ăn. Đây các bạn tay hai tay trả ngón trỏ và ngón cái, các bạn hơi bóp vào cho giữ yên ngón giữa này, hai ngón này này, các bạn kẹp vào cổ nó để cho nó đó. Ngón này là các bạn giữ phải nhẹ nhàng thôi, không được bóp nhanh làm đau. Đấy, làm từ từ đó. Đó. Đây các bạn nhìn đấy, thì đương nhiên cái đầu của cái xin anh này nó vừa bằng cái miệng và cái thành phần này nó vào nó ăn đó. Thì ăn xong thì các bạn thấy này, thì kiểm tra là nó cũng đã là vừa phải rồi đó. Mặc dù nó vẫn đòi ăn, chim non nó biết gì đâu. Thì các bạn nếu mà cảm thấy nó hơi mói thì có thể là cho thêm một tí. Đấy, cho thêm một tí thì các bạn mới nhớ là có ít không. Thường các bạn là dao động từ 10 đến 15 cc tùy vào mỗi tuổi đó. Cái này nó sẽ rất là háo, đúng không? Đó. 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 Và lưu ý là cái nỗi mà các bạn ấy mà các bạn không được làm đau con chim ở trong miệng của nó, và cũng không được bón no quá nó sẽ đầy giường và nó sẽ không thở được. Đó. Đó. Thì mình bơm như thế này. Đó. Đó. Con này no rồi. Để nghe. Đó. Lần này mình lấy khoảng 14 cc để mình cho từng con ăn. Những con này thế thôi. Đó. Là một nhát là nó đủ luôn. Đấy, các bạn cho ra cái này. Các bạn phải khoái nó lên để cho nó đều. Đấy. Và cái một trong những cái lưu ý mà các bạn mới bón chim ấy, thì các bạn này thì các bạn nên nhớ là có những cái quá trình mình mới bón thì khi mà sờ vào cái diều của con chim, sờ vào cái diều của con chim, ví dụ con chim này mình sờ vào cái diều của con chim, mình sờ vào như thế này, nếu như mà thấy nó còn cứng là có nghĩa là các bạn bón nó khô ít nước, nên là nó sẽ tiêu hết nước và cái thức ăn nó còn vậy trong giờ nó không tiêu hết được. Thì các bạn lưu ý là lúc đấy là trước khi bón mới thì các bạn nên bón thêm cái nước loãng, mà các bạn khoan thật loãng cái này và rít ở cái phần trên mặt trên để cho nó thêm tỷ lệ nước vào trong người con chim. Đó. Khi cái xi măng này nếu mà anh có thể dùng để có thể nó hơi tắc thì các bạn là thò ra cụt vào làm sao để cho nó thông. Đó. Xịt lại cho nó đều với lượng cám được không? Đấy, ăn được không? Đấy, ngay con này là nằm quay đầu nhau này, chảo đầu nhau này, một trống một mái luôn. Đó, con này là cái tư thế mình phải để cách nhìn ra bên trái luôn. Nhìn này, kẹp vào đây một tí, tôi vừa vào cái túm cái này được. Làm sao nó nhẹ nhàng mà nó rút rút vào cái đầu như này. Đó. Thì các bạn cứ làm nhẹ nhàng thôi. Đó. Các bạn để đứng ở cái tầm này. Đấy. Nó không được ấy lắm thì các bạn. Lại bị ngửa lên này cho cái phần cắn nó không bị nắp vào cái lỗ này. Các bạn đưa vào này, các bạn lên nhanh một chút. Nó đã vào thì các bạn vào từ từ. Xong rồi mình kiểm tra diều. Vậy vị trí là khi các bạn nhìn con chim nó như thế này. Các bạn nhìn kỹ, đó.
thì cái phần thức ăn nó sẽ không đầy lên cái phần cổ. Nếu mà nó đầy lên cái phần cổ đến mang tai là nó sẽ bị chết, nó do nó tắc thở hoặc nó bị gọi là bội thực. Đấy, cái việc mình bơm thì mình nó há mồm hoặc là mình bơm thì nó phải chịu. Thế nên là thường là các bạn bơm nó đặc quá không có nước hoặc là bơm no quá nó sẽ làm cho con chim bị chết. Đó. Thế còn những cái lỗi khác là có thể lạnh quá hay bơm nhỏ quá hay thức ăn trộn không đều hay là chọc vào cổ con chim. Các bạn thân mến, thì hy vọng rằng chúc các bạn sẽ có được những đôi chim non mình tự tay bón, tự tay mình có người còn cho uống nước dãi nữa, nó rất là thuần, sau này nó sẽ rất là thuần. Và đây là mình sẽ hướng dẫn demo như vậy để cho con mua chim giống ở bên cơ sở mình. Nếu như ai cần thì mình sẽ gửi luôn cho cả cái xin anh như thế này và cái bộ bón là một ít mẫu về thức ăn. Thì hy vọng rằng các bạn sẽ làm theo và sẽ có được cái con chim như mong muốn của mình. Những con chú chim này là những chú chim rất là đáng yêu. Chúng rất là khỏe, nhanh nhẹn. Các bạn thân mến, cơ sở chim của mình số liên hệ là 0163 553 0982. Xin hãy liên hệ để được chi tiết hơn. Mình chuyên bán cho chim giống và chim trưởng thành, chim bố mẹ và các loại chim còn chim cu gáy. Các bạn thân mến, các bạn hãy đăng ký kênh của mình để đón nhận những video tiếp theo của chủ đề về con chim cu gáy. Thì ở cái ổ này thì các bạn nên lấy những cái cỏ lá thông, làm một ít cái hộp mì tôm như thế này để mình để che như này. Lúc nào lạnh quá thì chúng ta có thể là đậy như thế này vào. Đó, một phần là chống mèo, chống chó, hai phần là nó ấm. Đấy, thì các bạn quấn thành cái tư thế hom hom như thế này. Thì khi nó khôn á, nó sẽ nằm nó về này, nằm lẫn nhau này nó sẽ ấm. Và nó một phần là nó sẽ lùi ra phần chỗ khác để nó lấy. Phẩm mà các bạn thích mình có thể gửi cho các bạn. Nó đơn giản đúng không? Mình bây giờ cũng rất là sẵn. Thế đó mình vừa nhiều. Thức ăn. Nếu các bạn để ở một cái bóng kín hoặc là cái hộp cũng được để tránh ẩm mốc. Các bạn thân mến, hy vọng rằng mình sẽ đóng góp một chút từ cái kinh nghiệm nuôi con chim cu gáy. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi, và có vấn đề thì các bạn liên hệ vào số điện thoại 0163 5305 982. Cơ sở mình giao hàng toàn quốc, nhận chim rồi các bạn thanh toán ở nhà xe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.